Quý vị đã biết tin gì chưa? Ngay bây giờ tại Bảo Châu Lex đang có chương trình phá giá xả kho sale to đón lễ nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Và Nhật Trường cực kỳ sốc khi có một sản phẩm, đó chính là mẫu loa JBL BRX 415M lại nằm trong top danh sách các sản phẩm được giảm giá sâu nhất trong dịp này. Và đó cũng là lý do mà Nhật Trường ngày hôm nay phải làm ngay video để cho quý vị không bị bỏ lỡ một sản phẩm đến thương hiệu JBL và được sản xuất trực tiếp tại Mexico. Nào, cùng tìm hiểu. Dạ vâng, thưa quý vị, và chúng ta đầu tiên phải khẳng định với nhau một điều rằng mẫu loa JBL BRX 415M này nằm trong series BRX 400 quý vị nhá. Đây là dòng phân khúc cao cấp, chính vì vậy mà nó được sản xuất trực tiếp, quý vị lưu ý nhá, được sản xuất trực tiếp tại Mexico. Quý vị thường nhận thấy những cái mẫu loa của JBL nói chung thì đa phần được sản xuất tại thị trường Trung Quốc đúng không ạ? Thì đó là những cái phân khúc tầm thấp hơn để chúng ta dành cho khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có cả Việt Nam chúng ta đó. Nhưng mà đối với những dòng BRX này thì nó đã được hãng định giá, đó chính là những phân khúc cao cấp hơn. Do đó cũng khẳng định quý vị rằng đối với mẫu BRX 400, tức là series nó đấy ạ, có BRX 412 này, 415 và 425 vân vân đúng không ạ, rất nhiều. Thì đây là dòng phân khúc cao cấp, cho nên chúng ta không phải là ai cũng có thể tiếp cận được đúng không ạ, nó không phổ thông quý vị nhá. Chính vì vậy mà thường chúng ta phải nhận thấy nó cần một chút về vấn đề chi phí đúng không ạ? Thường chi phí sẽ khá là cao. Nhưng quý vị đừng lo, bởi vì như Nhật Trường đã nói rồi, trong cái dịp này, nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì Bảo Châu Lex đang có chương trình phá giá xả kho sale to đón lễ. Cho nên mức giá của mẫu BRX 415M này bình thường trên thị trường sẽ là 51 triệu một đôi thưa quý vị. Nhưng thời điểm hiện tại đang còn 40 triệu 800, một mức giá cực kỳ là vừa miếng dành cho chúng ta đúng không ạ, để tất cả quý vị có thể tiếp cận được với một cái mẫu sản phẩm cực kỳ cao cấp. Vậy thì cao cấp như thế nào và cụ thể chi tiết nó từ ngoại hình cho đến công năng ra làm sao ở bên trong thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo quý vị nhé. Đầu tiên thì có lẽ chúng ta sẽ bàn một chút về vấn đề ngoại hình. Ngoại hình của con này nó thiết kế cũng tương đối là hầm hố đúng không thưa quý vị, tương đối hầm hố. Bên ngoài này thì vẫn được làm bằng mặt e căng thép không gỉ, bên trong có một cái lớp lưới mỏng nữa ở bên trong để bảo vệ được cái côn trùng cũng như là bụi bẩn bay vào bên trong này. Rồi còn về phần bên hông này thì quý vị nhận thấy được chúng ta sẽ có cái phần đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái tay nắm quý vị nhá. Đấy, tay nắm này thì để chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển được. Đặc biệt cái phần báng tay cầm này nó có một cái chút cao su cũng như là tạo các cái đường gân gồ lên để giúp chúng ta có thể cầm nắm nó được chắc chắn hơn, nó sẽ đảm bảo về quá trình vận chuyển. Rồi, chúng ta cũng có rất là nhiều các cái điểm treo quý vị nhé, có tới 12 điểm treo khác nhau liền để cho chúng ta có thể để treo theo mọi hướng, mọi vị trí đúng không ạ. Về đằng sau này thì chúng ta sẽ có cái gì thưa quý vị, vẫn là cổng kết nối Neutrik thông dụng đó. Rồi thì còn lại là ở bên này thì quý vị nhận thấy được cái góc vát đây không ạ, một cái góc vát góc thiếu như này. Mục đích của những cái chiếc loa như thế này để sinh ra làm gì thưa quý vị, nó sẽ đóng hai vai trò. Một là sẽ có thể làm một chiếc loa full dành cho chúng ta khi hát karaoke. Thứ hai, nhờ cái việc góc vát như thế này để chúng ta làm loa monitor thưa quý vị. Đó chính là dòng loa kiểm âm mà quý vị thường nhận thấy ở trên sân khấu, những cái loa mà đặt ở phía dưới sàn đúng không ạ, dưới sàn và hướng về phía ca sĩ biểu diễn. Đó chính là mẫu loa mà để cho các ca sĩ, những người hát ở trên sân khấu có thể trực tiếp kiểm soát được cái giọng hát của mình như thế nào. Rất là hay đúng không ạ. Và nhờ cái những cái đế cao su như này, nó cũng sẽ giúp cho chiếc loa nó nằm được cố định và im hơn, giảm cái rung chấn. Thì đó là về cái mặt đằng trước và đằng sau. Còn về cái thùng loa thì chúng ta vẫn được làm gỗ ván ép bạch dương cao cấp quý vị nhé, nó sẽ đảm bảo được cái âm thanh chúng ta sẽ tốt hơn. Còn về trang bị bên trong thì sao, đây là mẫu loa được trang bị bass 40 nhé thưa quý vị, bass 40 rất là lớn. Bên trên thì sẽ được sử dụng một họng chép kèm màng titanium, và đặc biệt cái củ chép bên trong này nó là củ chép độc quyền của JBL, có mã đó là 2414HC 2,5cm thưa quý vị. Nhờ cái chép nail ở bên trên này thì giúp cho cái âm thanh chúng ta, nó những âm thanh cao đó, nó nghe nó có sự trong sáng và chi tiết hơn rất là nhiều, thanh tiếng nữa đó. Thì là về mặt công suất thì đối với con này công suất trung bình nó RMS sẽ là 300, còn công suất program đúng không ạ, công suất bình thường max sẽ là khoảng độ 600, còn công suất đạt đỉnh peak nó sẽ là 1200 nhé thưa quý vị.
Vậy thì với cái công suất như thế này và trang bị củ loa bass 40, nó sẽ có thể phù hợp những không gian khá là lớn, khoảng tầm độ 40, 50, thậm chí 60 mét vuông đều có thể dùng được một cách thoải mái, âm thanh vẫn cho ra được đầy đủ, không bị thiếu bất kỳ giải tần nào. Còn về cái giải tần số đáp tuyến của mẫu Beryllic 415M này thì sẽ là từ 66 cho đến 16 kHz, tức là 66 Hz cho đến 16 kHz, đúng không? Một cái giải tần cũng tương đối là rộng, giúp chúng ta có thể thể hiện được bất kỳ những cái dòng nhạc nào một cách đầy đủ và chi tiết. Về độ nhạy thì sao? Ở mẫu Beryllic 415M này thì có độ nhạy là 98 dB đấy quý vị. Còn cường độ phát âm cực đại nó ở RMS bình thường trung bình sẽ là 122 dB, còn ở peak sẽ là 129 dB quý vị nhá. Rất là lớn phải không ạ? Rồi thì bên trên thì nhắc một chút về vấn đề họng chép kèn này, thì nó sẽ có góc phủ âm 90 x 50 nhá quý vị. Tức là ngang sẽ là 90, còn dọc sẽ là 50, giúp chúng ta có thể phát đi âm thanh một cách đồng đều ở bất kỳ những khu vực nào trong khán phòng chúng ta sử dụng. Dạ vâng, đó chính là toàn bộ những cái thông số cơ bản ở trên mẫu loa này mà chúng ta cần phải nắm được, phải không thưa quý vị? Một mẫu loa design USA Mỹ và Made in Mexico. Và quý vị cũng biết rồi, những cái mẫu loa của JBL nói chung và đặc biệt Beryllic 415M này nói riêng thì họ khá là quan tâm, đúng không ạ? Vì là thị trường Mỹ, một thị trường cực kỳ khắt khe và khó tính, cho nên là họ rất quan tâm đến cái trải nghiệm của người dùng bằng cách đó là đầu tư kỹ càng vào những cái linh kiện ở bên trong để cấu tạo lên được cái chất âm nó hay hơn. Và chỉ hơi tiếc một điều, đó chính là cái mẫu loa Beryllic 415M này thì cái tần số đáp tuyến nó lại chỉ lên được tới 16 kHz như lúc nãy Nhật Trường đã nói rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái thông số mà ở trên giấy tờ thôi. Còn lại về cái trải nghiệm thực sự của nó như thế nào thì có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng phải test thử trong bộ dàn karaoke ngày hôm nay để xem cái chất lượng âm thanh khi mà chúng ta hát karaoke cũng như nghe nhạc như thế nào, phải không thưa quý vị? Và để có được cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất ngày hôm nay thì Nhật Trường đã phối ghép với một bộ dàn karaoke bao gồm đẩy của BK, đây là đẩy VM820A quý vị nhá. Đẩy hai kênh cho ra mức công suất mỗi kênh là 800W. Còn bên trên sẽ là một mẫu vang số đến thương hiệu là BK Sound của mã là X5 Plus, và cuối cùng chính là một bộ micro không dây của thương hiệu BC Acoustic có mã là UGX12 Gold. Bây giờ chúng ta sẽ thử hát karaoke và bật một số bài hát quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi là chúng ta đã đi đánh giá cũng như là trải nghiệm chất lượng âm thanh rồi. Quý vị cảm nhận thấy sao về chất lượng âm thanh của mẫu Beryllic 415M này? Đối với Nhật Trường đánh giá nó hay. Hay từ việc đó chính là cái họng chép kèn ở bên trên nó giúp cái tiếng của chúng ta, đặc biệt cái tiếng echo reverb khi chúng ta hát, nó có sự bay tiếng và thoát tiếng rất tốt. Còn đối với củ loa bass 40, chính vì vậy mà chúng ta sẽ có được một cái âm trầm rất nội lực, dày và ấm. Còn đối với mức giá thì có lẽ là Nhật Trường đã nói từ đầu video rồi, đúng không ạ? Mức giá là 40.800.000. Tuy nhiên quý vị cần phải lưu ý giúp Nhật Trường một thông tin rất quan trọng, đó chính là cái giá này đang được khuyến mại trong dịp
30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, áp dụng từ ngày 13 tháng 4 cho đến mùng 4 tháng 5 quý vị nhá. Sau đó chúng ta lại trở về mức giá như ban đầu. Chính vì vậy mà quý vị cũng nên tận dụng cái cơ hội gần như là duy nhất trong năm này để chúng ta có thể sở hữu được một mẫu loa cao cấp của thương hiệu JBL được sản xuất trực tiếp tại Mexico. Và nếu như quý vị yêu thích thì có thể liên hệ với Bảo Trợ Alex qua ba cách rất thông dụng rồi phải không ạ? Cách thứ nhất, quý vị có thể gọi điện qua số hotline đó là 1900 0255. Cách thứ hai, quý vị có thể truy cập vào đường link trang web bảotroalex.com, tìm mã sản phẩm và chúng ta đặt mua trên đó. Còn cách thứ ba, cách cuối cùng, quý vị có thể đến trực tiếp tại hệ thống 13 showroom trên toàn quốc của Bảo Trợ Alex để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Quý vị lưu ý rằng chúng ta có cả số hotline hỗ trợ kỹ thuật, đó chính là 0868 500 255 quý vị nhé. Bây giờ có lẽ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!